có tiếng quay luôn nha các bạn. Chờ mốt không có khi còn nữa nha. Dạ. Hai đứa con rồi, chở bắt thằng nát nữa mẹ vào là đi bắt uống nha. Dạ. Wow, sao mẹ làm nó nhiều bắt như vậy mẹ? Hôm nay thử thách ăn bốn vợ uống toàn như sữa bắt nên mẹ sẽ làm nhiều cho tụi con uống cho nó no nha. Wow, bốn nhất là sữa bắt luôn đó mẹ. Rồi, rồi không có nhiều nữa, Trang đổ nước vô cho mẹ thăm. Rồi, mẹ đổ vô đây, gái mẹ lấy cái muỗng trà trà cho nó xuống nha. Rồi nó còn sáng không luôn mẹ ơi. Rồi con đổ qua thao đi. Lát nữa mẹ sẽ xay lại lần thứ hai nữa nha. Tại vì lần đầu mình xay là nó chưa có hết tinh bột trong cái bát đâu. Rồi bây giờ mẹ đã xay được hai nồi sữa bát rồi nè Trang. Giờ mẹ sẽ bắt lên nấu. Rồi nước bắp của mình sôi lên với nó kẹo kẹo vậy là tới rồi nha Trang. Bắt đầu con cắt sữa để đổ thôi mẹ. Sữa này hả mẹ? Đúng rồi. Mẹ chuẩn bị ba bạch mỡ vậy con đổ 1.5 bạch qua bên mỗi nồi nha. Mẹ nêm sữa bắp này thấy nó lợ lợ rồi Trang ơi. Mẹ thêm 2 muỗng đường nữa. Rồi bây giờ mình khuấy cho đường nó tan rồi bắt đầu nhắc xuống nha Trang. Dạ. Rồi sau khi mà sữa bắp nó chín rồi để nguội, bây giờ mẹ sẽ bỏ vô cái cha tụi con chế thành tầm vô cái chai nha. Dạ. Rồi bắt đầu mình bắt đầu cuộn khắc. Hello các bạn, thì nãy giờ ba mẹ con mình chiết ra cái chai này khoảng 7.5 lít nước sữa bắp nha các bạn. Thì mình sẽ bắt đầu một cuộc thử thách đó là 4 giờ uống toàn như là sữa bắp, không có ăn uống gì ngoài là sữa bắp này. Trời ơi, sữa bắp này nhiều quá, uống mấy ngày luôn mới hết á. Chưa chắc đâu Vinh, thử thách 24 giờ này lâu lắm cho nên không biết nhiêu đây có đủ không nữa. Nhiêu đây mẹ nghĩ chắc đủ quá con, tại vì 7.5 lít nước sữa bắp là ngon. Thôi bây giờ mình bỏ bức lạnh đi uống cho nó lạnh lạnh thôi nha. Dạ chứ giờ còn nắm, con ôm lần 3 chai. Chừa lại chai đây. Rồi mình sắp vô đây nha con. Sữa bắp luôn mẹ ơi. Đã 24 giờ là mình uống sữa bắp là phải chắc sữa bắp vô nhiều nhiều ta. Trời. Bây giờ mình uống sữa bắp còn ấm á con như thế nào đi Vinh? Ủa cái này uống có đói bụng không mẹ? Mẹ nghĩ là sữa bắp này nó có tinh bột của bắp nè, rồi có nhiều chất dinh dưỡng của sữa, chất béo nữa. Hôm nay ba mẹ con mình thử thách 24 giờ uống toàn như sữa bắp xem cảm giác như thế nào mấy đứa. Dạ. Mời các bạn uống nha. Ngon hết à? Dạ. Đừng uống nhanh vậy chứ. Trời ơi, cái món này là món phải khẩu của em. Vậy là thử thách hôm nay chắc Vinh không bao giờ bỏ cuộc đâu Trang ơi. Con cũng vậy luôn. Nãy giờ ba mẹ con mình làm sữa bắp cũng hơi mệt, giờ nằm nghỉ nha các bạn. Có tiếng quay luôn nha các bạn. Quay phim mắc cỡ các bạn ơi. Thôi đi chơi Minh Tiến. Đi chơi đi chơi đi chơi. Gọi đứa chị nhé. Đứa đừng có giành nha. Bây giờ mẹ sẽ ra điều kiện vậy nè. Bây giờ tụi con đánh cầu lông, trong 5 điểm đứa nào thắng sẽ được thưởng một chai sữa bắp. Wow. Rồi bây giờ ra xuống đây. Rồi cái mức mẹ vẽ đây nè. Hai đứa đánh đi. Cố lên Vinh. Rồi. Yeah, không. Cố lên Vinh. Rồi. Sữa bắp kiểu này chắc mình không muốn được quá. Chỉ 2 điểm rồi ở nhà Vinh không á. Cố lên nha Vinh. Rồi. Yeah. Rồi vậy là Trang đánh ra xong vậy là 2-1 nha. Dạ. Chị. Chị Trang còn 1 điểm nữa thắng con rồi đó, Vinh cố lên nha con. Ok mẹ.
Trời ơi, Vinh đánh dở mà nhờ chị Trang đánh ra sân nên con thắng. Chúc mừng con nha. Đây, cho con. Nãy giờ ta đánh ra sân luôn. Chị bắp nó ngon quá. Ừ, ngon quá à. Con yên tâm đi, mẹ còn một tủ lạnh trống kìa. Dạ. Này trò chơi đây mà con. Uống nhanh rồi mà chơi tiếp. Nani? Giờ cũng gần 7 giờ tối rồi, hai đứa nào tắm trước nè. Dạ con, rồi con vô tắm trước đi. Mẹ đi rồi con. Mẹ quá, mẹ chuẩn bị sẵn rồi đó, lớn rồi tự tắm nha con. Con đóng cửa lại là con chừng mọi người nhìn thấy ánh trăng. Rồi hai đứa con phụ mẹ dọn dẹp cơ nè. Dạ. Sữa bắp uống lạnh ngon hơn á, sữa mới nấu. Ừ, Vinh nói đúng rồi đó. Ừ, mẹ cũng thấy vậy á. Nó vừa lạnh lạnh ngọt ngọt béo béo ngon đó con. Nguyên ngày nay á, ba mẹ con mình uống sữa bắp không không ăn cơm. Mà tụi con có thấy cảm giác nó bụng nó đói hoặc là xót bụng không? Con hay uống sữa bắp lại với hàng. Nó bình thường với lại nó không có đói, không có xót bụng. Ngon nhanh lo. Trời ơi, Vinh uống hết cha mà no, chị cũng no đây nè. Trời ơi, uống hết cha rồi nghe. Chưa giờ đó ba mẹ con mình uống sữa bắp không có ăn cơm nhưng mà không có cảm giác gì nha các bạn. Thì mình sẽ ngủ đêm nay và tới trưa mai để đủ thử thách 24 giờ xem coi như thế nào, các bạn cùng theo dõi nha. Cha mẹ không phải người đầy tới của tôi. Rồi con đọc cuốn sách đây rồi con rút ra kinh nghiệm nha. Dạ. Nó còn ngủ quá. Ủa? Trời ơi, Trang với Vinh ngủ ngủ luôn rồi. Trang, dậy đi ngủ hả? Con còn ngủ vô đánh răng ngủ trên đây, đi con, mẹ. Rồi hai đứa con ngủ đó nha. Trời ơi Vinh, sao hai cái mỏ gì vậy? Anh nhìn nặng quá. Sữa bắp mẹ ấm ấm nha mẹ. Sáng mẹ dậy mẹ hâm nóng nóng lại cho tụi con uống á, chứ mà sáng uống lạnh không có tốt nữa đó. Cô uống hồi qua giờ mà chưa thấy ngán luôn á mẹ. Hai đứa con ngủ đêm dậy rồi có cảm giác xót ruột nhiều mới đó. Dạ không, con vẫn thấy bình thường. Mẹ cũng vậy, không có thấy đói nha. Thôi giờ mẹ rửa ly, tụi con á tắt cái niệm lên với lại các nhà của mẹ nha. Rồi ra hết nhà đi mẹ, đâu mẹ đâu. Dạ. Vinh, phụ chị Vinh đâu đó chơi. Vừa không làm phụ gì hết nha. Trưa nay mình cũng đã hoàn thành xong 24 giờ thử thách uống sữa bắp. Ở đây thì mình còn 2 lít rưỡi sữa. Tụi con có cảm giác như thế nào qua nay mình uống sữa không ạ? Dạ sau 24 giờ uống sữa bắp mấy em mình cảm nhận trong cơ thể mình á là hay nó bình thường, không có đói, không có sót ruột gì hết đó. Nhưng mà uống này quá hay công nhận nó ngán kinh khủng luôn các bạn. Mình nghĩ cái này 2 tháng mình muốn lại được á. Chuyên 2 tháng mới uống lại, còn con 1 năm chắc uống lại luôn á. Chuyên hồi qua chứ uống nhiều chi. Bởi vì mới thèm uống nhiều chi đang ngán ngược luôn á. Thực sự thì mình cũng muốn trải nghiệm 24 giờ uống toàn viên sữa bắp này xem như thế nào. Nhưng mà mình thấy rất là ok. Tại vì thời gian dịch bệnh này mình có thể là hạn chế ra đường để mua đồ ăn. Mình có thể làm nước sữa bắp này để trong tủ lạnh để uống tắm đó qua ngày được nha các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn là khi mà mình uống nước sữa bắp này xong thì mình nên uống nước vào. Bởi vì thì nó rất là béo với ngọt, nó làm cho mình rất là khát nước luôn. Thôi video của mình đến đây là kết thúc. Và số sữa bắp này chắc mình nghĩ mình sẽ cho Minh Tiến đem về các bạn ơi. Tại vì hôm qua này thì mình uống sữa bắp này rất là ngán rồi. Bây giờ thì mình sẽ xuống nấu cơm ăn. Tại vì qua nay là mình không có ăn cơm, mình thèm cơm rồi các bạn. Cảm ơn con, chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn tiếp, cô cho đem về hẹn tiếp. Nóng quá.
Ha ha ha!